Welcome to Ten Travels. Sáng hôm nay mình sẽ đi Hạ Long B. Bây giờ đi ra xe để đi chung với cái đoàn khoảng 28 người. Rồi sẽ xe chở mình đi đến Hạ Long. Nghe nói 28 người trong xe, thấy xe lớn. Đi tất cả bao nhiêu người coi? Dạ, đầy xe luôn. Đầy xe luôn. Vâng. Họ thác từng mỗi cái túi rồi họ đem lên phòng cho mình. Dạ, cảm ơn con. Dạ, còn chưa. Rồi, mình sắp đến chiếc tàu của mình nha. Bây giờ đi nhận phòng. Phòng của mình là 101 và phòng của mấy con ở kế bên. Hành lý đem xuống sẵn cho mình như thế này. Wow, đây phòng ngủ có cái máy lạnh ở trên. Trong này cũng có phòng vệ sinh, có quạt luôn, có đèn, đầy đủ tiện nghi. Có cái shower để có thể tắm ở trong này. Ở đây là phía trước của mỗi cruise. Hai bên có hai con rồng lên từng trên, bước cầu thang lên nha. Wow. Phía trước có mấy cái ghế để ngồi. Gió rất mát, không có quá mạnh. Rồi. Đẹp quá. Các bạn thấy các cái núi đá vôi đó ở phía trước, cảnh quá đẹp. Có nhiều chiếc du thuyền hoặc là đậu hoặc là chạy nhẹ nhẹ. Gió không có mạnh, thời tiết cũng thoải mái. Bây giờ chỉ trên 80 độ F mà thôi, cũng là 20 mấy độ C, cho nên không có nóng mà cũng không có nắng nữa, rất là tốt. Vô đây. Quay quay bên
đi, on my left side. Cái hòn nhỏ nhất chính giữa đó là ở trên tờ 200.000 của tiền Việt Nam, biểu tượng của Hạ Long luôn. Đây là hòn trống mái, hai con gà, ở phía sau có ba con gà con. Đi vào cái khu phòng ngủ, ở đây tầng số 2, ở phía mũi tàu, đi về phía sau. Bàn ăn kế bên cửa sổ, nhìn ra ngoài rất là đẹp. Đẹp quá ha. Hạ Long Seafood Soup, hay là súp hải sản Hạ Long, ăn rất là ngon. Kế đến là Spicy Beef Salad, nấm bò cây truyền thống, hay là gỏi bò cây truyền thống. Mình ăn chả giò rế chiên. Bây giờ mình ăn món crispy fried pork with pink sauce, thịt lợn chiên xù ăn cùng sốt màu hồng. Thử nha. Ngon quá bạn. Bây giờ mình ăn món mực xào cần tỏi, stir fried squid with garlic and vegetables. Đây mình có thêm món cải xào, và đặc biệt là Việt Nam rất là cần có chén cơm nữa đó. Ở cơm rồi mình ăn với mấy món mặn có sẵn. Có món ớt nữa không? Cái đó cũng cần lắm, có ớt, xì dầu, dĩ nhiên có nước mắm. Đây là canh ngao hoa. Canh ngao hoa. Món canh sẽ được nấu cùng với dứa. Dứa và cà chua và một chút rau thơm và một chút xả nữa. Có xả nữa. So good. Thơm quá ha. It smells really good. Wow, thử đi. Cảm ơn con. Chưa ăn đã nghe mùi thơm. ăn thử. Dạ, cảm ơn nhiều. Nhiều màu quá ha, đẹp quá ha, ăn hấp dẫn ạ. Đây là món gà xào xả ớt. Ngon quá. The food is so good, like so good. Đây là cái chiếc tender, nãy nó chở mình đến tàu lớn. Rồi cũng được kéo theo. Rồi cái chiếc này sẽ chở vào những cái chỗ cạn hơn. Tàu lớn không vào được. Hàng sửng sốt, surprise, cave. Mình đi khoảng hình như là 150 bước á. Chỗ này mình phải đi từng người một, và nếu ai đi không nổi thì phải cho người đi chung với mình biết rồi trở lại chỗ cũ. Nhưng mà bình thường thì mình sẽ tiếp tục đi từng mỗi người, đi vào trong đây, qua bên kia rồi tàu đón mình. Qua cái hang này nó to hơn cái hang thứ nhì. Cái hang thứ nhì
Wow, đẹp quá. Sửng sốt mà. Hàng sửng sốt. Nice beach. Let me show you. Nice beach with the wonderful old ruins in there. Imagination. Okay. What does this look like? Monkey. Yeah. Hmm. It looks like a monkey. Oh, yeah. Now I can see it. Yeah. Wow. Còn khỉ. Khỉ nó leo trên đó. How is there a monkey? Lớn hơn nữa. Mình thấy con rùa không? Con rùa nằm ở dưới đó đó. Có cái đầu bên tay phải ngóc lên. Long trout here with a tail. Con rồng. Có cái đầu, có cái đuôi. The water too. This thing's been loose. This is a the turtle. That's the turtle. Wow. Coi phía trước phía trên kìa. Quá chừng hơn. Có ai ngồi trên núi thòng hai cái chân xuống kìa. Xuống 200 mấy chục bước á, 230 hay nhiêu đó. Hồi nãy mình bắt đầu chỗ mấy cái bậc thềm phía trước đó. Rồi đi vào trong mấy cái hang động luôn, lên tới tuốt ở trên. Chỗ có người đứng chụp hình đó. Lên tuốt ở trên cái chỗ có máy vòm ở trên đó. Xong rồi mới đi xuống. Đi xuống ở đường này. Rồi đi ra. Tàu đứng chờ mình ở ngoài cái bến bên tay phải. Các bạn để mấy cái nấm như thế này đó, màu còn trắng trắng,
tới cục này get darker đen. Đây người ta đi chắc nắm tay là quay cái tuyết nó bóng luôn. You got a prize. Yeah, wonderful. Anh cầm cho tụi nó một cái đi. Ôi giờ chắc chắc con chờ. À, rồi. Đi chung nha, cẩn thận. Nắm sợi dây đi, nắm sợi dây. Giờ đi xuống cũng khó. Mình sắp sửa đến đảo T-Top. Đây là T-Top phi hành gia của Nga, và người ta đã dựng cái tượng của ông ta ở đây kỷ niệm lúc ông có đến đây. Bên tay phải mình lên cái cầu ngắm cảnh đỉnh núi. Lên cầu này là 91.6 meter. Lòng ngắm cảnh đỉnh núi, sightseeing area, mountain top. Nghe nói 400 mấy chục bước lên trên đó. Nãy lên kia rồi, giờ lại không nói nữa. Mấy đứa con nó lên. Bây giờ mình ra biển chơi. Ok, let's go. Let's go, come slowly. Đi ta, let's go con. Cầm giùm con. It's cold, huh? It's cold. Bảo Linh thì đang làm spa cho bà ngoại. Just say Elsa. Ok, Elsa. Ông ngoại thì sau khi đi 300 mấy chục bước xuống, bây giờ ông ngoại đang relax trên bãi biển. Well, yours is gonna take an hour to do. Đảo T-Top, Vịnh Hạ Long, Việt Nam. T-Top Island, Hạ Long B, Việt Nam. Chó này đến từ Phú Quốc đó nha. Coi cái lông của nó giống như con cọp vậy đó. Đó. Đẹp quá. Mai nhà mình đi tham quan hang động và đi đảo T-Top có vui không? Vui chứ. Buổi chiều bọn con đã set up một chút xà lóng và hoa quả nhẹ. Một tô dưa hấu. Với lại mấy bánh mì nhỏ ha, cắt sáng. Giờ này là happy hour. Buy two get one more free. Cocktail, whiskey, mixed drink, mocktail.
5:45 cho tới 7:00. Cái này là đúng cái mẫu mà người ta làm thi trung giải đó, ta thi ở Việt Nam mình đó. And you see, like when you spring roll, if you put the prawn at the end at the beginning, at the beginning on the paper, so you can see that like, you can see the three prawn from outside, right? Mm-hmm. Yeah. Use the lattice easier for you when you're rowing. Even the rice paper break, the lattice still protect the thing. Khéo quá, khéo. Con nó cuốn đẹp không kìa lão. Wow. Good job, Kezi. Wow. Ông ngoại nói con good job kìa. Billy lên dạy người ta cuốn kiểu đó nữa. Mình bắt đầu ăn với súp bí ngô với bánh mì. Ăn nóng nhẹ, chuẩn bị cái bụng để ăn những món cứng hơn. Ngon lắm. Đây là món lườn vịt xông khói. Cái da nó dai dai, cái thịt thì rất là mềm, ăn ngon. Bây giờ mình ăn món hải sản nướng sốt muối ớt. Đọc theo tiếng miền Nam, hải sản nướng sốt muối ớt. Vừa ăn ngon. Oyster. Ngon. Dễ ăn lắm, diễn ngon. Giờ mình không biết nấu cái gì cũng ngon. Mỗi lần bà xã hỏi ăn ngon, ăn được, ngon. Chè 11 không có. Mình đến món cá biển bỏ lò, ăn cùng sốt me rừng, cùng cơm tím Tây Bắc. Giống như cơm nếp than tím tím. Mày đứng này hả?
đẹp không? Ngon không? Hay chồng này ăn lời quá. Thấy già ăn hiếp à. Bây giờ mình ăn bánh ngọt kiểu Pháp, ăn cùng hoa quả sốt lựu đỏ. Hồi tới nay nó ngủ từ con hả? Con nói nó sẽ tức lắm. Nguyên ngày hôm nay nó rất là nôn, tới nay ngủ rất là nôn. Sáng sớm ngày thứ hai ở trên cruise, mình ăn phở. Wow, đẹp quá. À, nhìn lên coi. Wow. Wow. Quá đẹp nha. Em quay quay cái chữ bên trái kìa, hang luôn. Yeah. Yeah. Mình đi vô cái hang luôn nha. Wow. Đẹp quá. Thank you.
Wow. Họ vô ta. Vui ha. Yeah. Đi còn có vợ chèo chở mình đi chơi này, sướng nhất rồi. À, mình chỉ ngồi quay phim thôi. Đó. Bà gì vụ bà đi cho bà chèo. Family. Oh, family reunion. Đi bán gì đi mấy con? Bán chuối. Bên ở đây trên xuồng bà có. We have one monkey in my kayak. Monkey? That's for monkey. Yeah, monkey. How can monkey and dolphin sounds the same? Ở giữa cái hồ có cái thùng rác nổi bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long. Đó. Where? Sao chỗ được em không biết. Chỗ đã baby đâu? Where was baby? Hey. Yeah, you get it. Cái sao nha, còn chuối không? Wow, lột. Đó, nó lột kìa. Hửi nữa nha. Smell before eating. Oh, here we go. Cassie, we gave him the bananas. Yay! That's how I want to feed my monkeys. Okay, we should head back. Hey, bảo vệ môi trường, dọn dẹp cho nó sạch. À. Hôm nay mình ở phòng 301. Hôm trước mà ở phòng nhỏ hơn, bữa nay thì ở phòng lớn. Đúng ra thì hai con với cháu ngoại ở phòng này, nhưng mà cháu ngoại muốn ở với ông bà ngoại cho nên đổi phòng. Thì phòng này lớn hơn. Có cái giường lớn này cho ông ngoại nè. Cái giường nhỏ này cho bà ngoại với cháu ngoại. Nếu muốn cười. Yeah, có cái tủ quần áo ở đây để máng. Có cái xếp nhỏ nhỏ dưới này, tự làm bằng gỗ, rồi có cái chìa khóa. Hả? Yeah, you with me. Cái này vừa đó. Có cái bàn làm việc rất là tốt. Làm YouTube nha. Đây cái phòng vệ sinh thì cũng căn bản, nhưng mà thích nhất là cái cả hai phòng nhỏ với phòng lớn bữa hổm mình ở như bữa nay đó đều có cái vách ngăn bằng kính, cho nên nước không có văng tùm lum hết. Từ cái shower mình tắm bên phòng kia đóng cửa kín lại thì rất là hay. Có một số khách sạn thì nó không có cửa cho nên nước nó tràn tùm lum hết, rất là khó chịu. Cho nên nói chung thì khách sạn này họ có suy nghĩ và sắp xếp rất là tốt. Đặc biệt là cái phòng tắm nó quan trọng đối với những người mà quen phòng cái sàn của phòng tắm khô đó. Cho nên đó là cái điểm tốt của cái khách sạn này. Cũng cái hay nữa ở đây phòng rộng cho nên có hai cái ghế ngồi.
có trà, nó có thể uống, có luôn cả cái bình nước để mình nấu nước nóng đó. Rồi mình sẽ nghỉ ngơi ở đây sau khi đi Hạ Long Bay trở về, và ngày mai sẽ tiếp tục đi nữa. Chưa biết rõ là sẽ đi Ninh Bình hay là đi Sapa. Mời các bạn đón xem nhé. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye.